Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin gia đình lớn của ông Phạm Minh Chính vô nể nếp, buông thả và chạy theo giá trị đồng tiền. Thông tin từ hồ sơ tài liệu mật mà Thời báo.d vừa nhận được chia sẻ. Người ta nói tể gia trị quốc, bình thiên hạ, ông Phạm Minh Chính là một người không tể gia được. Khác hẳn với Nguyễn Tấn Dũng, con cái được học hành nghiêm túc, sống không buông thả mà có phần còn mẫu mực. Gia đình Phạm Minh Chính không được như thế bởi tấm gương tể gia của ông Chính rất tệ. Với người bạn đời mà không tử tế thì mọi sự tử tế bên ngoài đều là giả tạo, là vì mặt nạ của bản thân chứ không vì nhân cách được phát ra từ thâm tâm. Loại người sống bạc bẽo với vợ nhưng cung phụng nhân tình hết mực, người ta gọi đó là loại người khôn nhà dại chợ. Ông Phạm Minh Chính chỉ biết thỏa mãn cái tôi, không bao giờ ông lại nghĩ tới con người khác. Đấy là bản chất của con người ông. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính. Từ nhỏ lớn lên, con người luôn chịu ảnh hưởng từ gia đình của mình. Gia đình lớn của ông Phạm Minh Chính là gia đình mà bố mẹ ông là chủ gia đình. Trong đó, ông là con cái phải chịu sự giáo dục của người lớn. Gia đình nhỏ của ông Chính là gia đình mà ông làm chủ gia đình, và con cái của ông lại tiếp tục chịu sự giáo dục của gia đình từ tấm gương của ông. Về gia đình lớn, khi nhìn vào lối sống của ông, các anh chị em của ông, có người đánh giá rằng gia đình vô nề nếp làm tấm gương xấu cho con cái của ông từ gia đình lớn mà ra. Hồ sơ mật cũng tiết lộ rằng các em của ông, người thì không có chồng là bà Xuân, người thì bỏ chồng là bà Thanh sinh năm 1966 và đang cặp bồ với một người trẻ hơn mình đến 5 tuổi sinh năm 1971. Tất cả họ đều là những người cò mồi của dự án. Riêng ông Phạm Minh Chính thì cũng không khá hơn. Ông xây dựng gia đình nhưng không thể tề gia vì cái tính gia trưởng của ông. Từ đó gia đình ông là một gia đình bất hạnh, mà con người chịu bất hạnh nhiều nhất chính là người vợ của ông. Không một người vợ nào có thể chịu nổi cảnh ông chồng đi sống như vợ chồng với người đàn bà khác rồi về bạo hành ngôn từ với mình. Bà Trân được đánh giá là phụ nữ chịu đựng tốt, chịu nhục tốt để giữ thể diện cho chồng làm thủ tướng của bà. Mặc dù bị gạt ra vai trò đệ nhị phu nhân trong các cuộc công du quốc tế, nhưng bà cũng cam lòng mà không chút đòi hỏi, không chút phản kháng. Đây là hình ảnh nhìn căn biệt phủ khang trang như thế nhưng bên trong nhà không hề có nề nếp. Hiện tại bà Trân đang làm vai trò của một kịch sĩ, luôn tạo ra vẻ là người vợ của một thủ tướng, nhưng thực chất trong mắt ông Phạm Minh Chính đã không có bà từ rất lâu. Được biết bà Trân là phụ nữ hướng nội, Phạm Minh Chính có khẩu vị thích phụ nữ ngoại hoạt bát, làm ăn với đối tác hơn là im lặng. Vì thế ông đã sa vào lòng của Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ngơ đi người vợ chính thức của mình. Vì vướng vào cái gọi là đạo đức cách mạng hay đạo đức Hồ Chí Minh gì đó, nên người Cộng sản không dám bỏ vợ và công khai người tình làm vợ chính thức cho được. Với người chủ gia đình thì như thế nên con cái của ông Phạm Minh Chính cũng không ra gì. Con gái cũng bỏ chồng và lấy Hoàng Ngọc Phương, người mới được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Vietinbank vào tháng 5 năm 2022. Phương vốn là con rể của gia đình chủ khách sạn Sapphire số 4 Bà Triệu. Phương nằm trong số những boy ăn chơi, chuyên đi săn, gái nhà giàu, con gái nhà quan chức, vân vân. Kể cả trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vietinbank, Hoàng Ngọc Phương và con gái của ông Chính được coi như là các nhà cố vấn và tham dự rất nhiều cuộc họp mà theo quy định của bảo vệ chính trị nội bộ thì không được phép tham dự. Khi ông Chính là nhân viên tình báo hoạt động tại Romania, ông đã đưa em ruột sang đó và hiện tại nhiều người trong số họ đang có quốc tịch Romania ở đây. Đây là hình ảnh gạt vợ ra mọi chuyến công du, Phạm Minh Chính đang bạc bẽo và khinh thường vợ. Những con người khôn nhà dại chợ về bản chất là sống rất ích kỷ, không bao giờ hy sinh cho ai cả, kể cả người ruột thịt của mình. Với xã hội, họ đối xử tốt hay chừng mực thì chỉ là cách tạo ra mặt nạ cho bản thân. Những loại người này nếu nắm vận mệnh quốc gia thì họ sẽ đặt vận mệnh dưới cái tôi của họ, rất nguy hiểm. Loạt phóng sự về Phạm Minh Chính sẽ còn tiếp tục. Tờ Thời báo.d sẽ lên tiếp phóng sự để phục vụ khán giả. Kính mời các bạn xem tiếp bản tin lần sau từ hồ sơ giải mật này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin
chiến dịch gom góp tài chính để lật Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính đang làm cách nào? Tham vọng của ông Phạm Minh Chính là rất lớn. Chiến dịch gom tiền mua sự trung thành, từ sự trung thành tập hợp thế lực thành một lực lượng mạnh, đấy là chiến thuật. Sự móc nối với Phạm Nhật Vượng và Lê Viết Lam cho thấy tham vọng cực lớn của ông Phạm Minh Chính. Ngoài Sun Group của Lê Viết Lam và VinGroup của Phạm Nhật Vượng, thì ông Phạm Minh Chính còn móc nối với nhân vật thứ ba. Nhân vật này móc nối với những thương vụ mua bán vũ khí hàng tỷ đô la cho Bộ Quốc phòng. Đó chính là Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Mối quan hệ của Nguyễn Thị Thanh Nhàn khá phức tạp. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho người lần ra đầu mối. Phải có đầu mối lần tới bà này thì mới thu thập được tài liệu về Phạm Minh Chính cho được. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt cựu giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh và 14 người có liên quan. Nhóm này bị buộc tội có sai phạm trong đấu thầu trang thiết bị giáo dục xảy ra tại Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh. Trong 15 đối tượng ấy, nhân vật Nguyễn Phú Trọng nhắm đến không phải là cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo mà là nhân vật khác. Nhân vật này tưởng như vô danh tiểu tốt nhưng lại cực kỳ quan trọng. Đó chính là Hoàng Thị Thúy Nga, một cánh tay thân tín của Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hoàng Thị Thúy Nga là người vô danh tiểu tốt nhưng được tách ra nhốt riêng. Cô này bị nhốt tại trại giam của Công an tỉnh Phú Thọ. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty IEC, còn Hoàng Thị Thúy Nga là nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty IEC. Bắt Hoàng Thị Thúy Nga là nhắm đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ngoài hai doanh nghiệp hàng đầu là VinGroup và Sun Group, thì nhân tố Nguyễn Thanh Nhàn cũng vô cùng quan trọng trong mối quan hệ cá nhân của ông Phạm Minh Chính với các thế lực trong và ngoài nước. VinGroup, Sun Group và Ba Nhàn là ba nhóm thế lực quan trọng gom góp tài chính và các thế lực chính trị, quân sự để ủng hộ ông Chính thay thế ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay lập tức. Ông Chính cho rằng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là bộ đội già và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thì non nớt, trẻ con, không thật chấp. Gia đình ông Chính dường như đã chuẩn bị tinh thần là ông Chính sẽ lên thay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian sắp tới. Cả nhà, cả họ và liên minh Thanh Hóa đã trỗi dậy, bắt muôn dân phải phục vụ. Đây là hình ảnh khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục Quảng Ninh là để nhắm vào Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Theo trang báo của nước ngoài Haaretz, các thỏa thuận xuất khẩu vũ khí của Israel sang Việt Nam đã đạt được hơn 1 tỷ đô la. Một trong các hợp đồng lớn nhất giữa hai nước hiện vẫn đang còn trong quá trình thảo luận là công ty AIL của Israel bán cho tình báo quân đội Việt Nam thiết bị vệ tinh tình báo OPEC hay còn gọi là Horizon. Thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Việt Nam này trị giá đến khoảng 550 triệu đô la. Theo trang tin của Israel Defender, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là trung gian kết nối của công ty AIL Israel với phía Việt Nam. Ngoài AIL, hai hãng khác cũng cạnh tranh cung cấp thiết bị này cho Việt Nam là Airbus và Thales. Bà Nhàn đã kết nối với AIL với Việt Nam qua đại diện của mình ở Israel là Hayat vào khoảng năm 2018-2019 và hãng AIL đã có thư đề nghị chính thức cho Hà Nội. Theo Israel Defender, thì thiết bị của AIL không bằng thiết bị của Thales về mặt công nghệ nhưng được chính phủ Israel hậu thuẫn. Đây là hình ảnh Hoàng Thị Thúy Nga được xem là đầu mối lần đến sai phạm của ông Phạm Minh Chính. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là môi giới nhưng thực chất đấy là trung tâm nhận giá trị lại quả hàng trăm triệu đô la từ các hợp đồng vũ khí. Qua tay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tiền lại được phân phối để mua chuộc phía Bộ Quốc phòng, trong đó có sự giúp sức của tình báo phía nước ngoài có tham gia thương vụ mua bán này. Các cơ quan ban ngành của Đảng và Nhà nước, VinGroup và Sun Group là đầu mối phân phối tài chính đen gây ảnh hưởng cho Phạm Minh Chính. Còn ở Bộ Quốc phòng, chính Nguyễn Thị Thanh Nhàn đảm nhiệm chức năng giải tiền. Đấy là chiến lược thu gom tài chính để tấn công vào ghế Tổng Bí thư của ông Phạm Minh Chính. Tài liệu mật này còn rất dài, Thời báo.d cũng sẽ cung cấp thêm chi tiết ở các bản tin sau để phục vụ quý vị.